I'm
sao Lý Thường Kiệt lại chủ động nghị hòa với nhà Tống? Tên tuổi của ông gắn liền với những trận đánh lưu danh sử sách, khiến chúng ta đôi khi quên rằng Lý Thường Kiệt không chỉ là một chiến tướng thông thường, mà với vai trò là thái úy của Đại Việt, ông còn là người đưa ra những quyết sách sống còn cho đất nước. Trong con mắt của những chính trị gia, thắng thua của từng trận đánh không quan trọng bằng đại cục. Tình thế hiện tại, Đại Việt đang phải một mình chống lại liên minh ba quốc gia Đại Tống, Chiêm Thành và Chân Lạp. Việc này tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Lý Thường Kiệt vừa mới đích thân dẫn binh đánh tan tác và tiêu diệt gần 7/10 tổng số quân Tống, nên việc thừa thắng xông lên dứt điểm tàn quân còn lại của Quách Quỳ là chuyện trong tầm tay. Nhưng đừng quên, nước Tống vẫn là một quốc gia giàu có đông đúc, tiềm lực khổng lồ gấp hàng chục lần Đại Việt. Nếu lần này toàn bộ đội quân viễn chinh bị xóa sổ, sẽ là một mối nhục không thể xóa bỏ. Nhà Tống nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để trả thù. Sẽ có lần xâm lược thứ hai, thứ ba. Chiến tranh bao giờ cũng đi kèm với mất mát và hy sinh. Vì vậy, Lý Thường Kiệt chủ động hòa giải, mở ra một lối thoát cho quân Tống, cũng là để đỡ tốn xương máu của cả hai bên. Trước một lời đề nghị không thể từ chối, Quách Quỳ buộc phải đồng ý rút quân khỏi lãnh thổ Đại Việt. Cho đến thời điểm hai nước Tống Việt nghị hòa, thì liên quân Chiêm Thành và Chân Lạp đã đục nước béo cò, chiếm được khá nhiều vùng đất. Các châu Minh Linh, Bố Chính, Lâm Bình đều bị thất thủ. Quân Chiêm đã tiến binh đến châu Nghệ An và đang mong Đại Việt và nhà Tống đánh nhau lưỡng bại câu thương. Cuối năm 1077, sau khi nghị hòa xong xuôi với nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã có thể rảnh tay bố trí lại cục diện ván cờ thiên hạ. Lần này, chiến trường là ở phương Nam. Rất nhanh chóng, liên quân Chiêm Thành và Chân Lạp bị đánh bật ra khỏi những vùng đất mà họ mới chiếm được. Quân Đại Việt thừa thắng đuổi sang đất Chiêm, uy hiếp kinh thành Phật Thệ. Vua Chiêm cùng các lực lượng thân tín phải rút lên vùng cao nguyên ở phía Tây để cố thủ và gửi thư xin cầu hòa, đồng ý thần phục và chịu cống nạp. Lý Thường Kiệt đồng ý cho quân rút trở về, hai nước thiết lập lại hòa bình. Đúng vào lúc này thì Chân Lạp lại lấy cớ Chiêm Thành phản bội đồng minh, tiến đánh miền Bắc Chiêm Thành, tàn phá thắng địa Mỹ Sơn, bao vây kinh thành Phật Thệ. Vua Chiêm chống trả quyết liệt, mặt khác gửi thư cầu cứu triều đình Đại Việt. Đại Việt chấp nhận gửi quân sang ứng cứu, mở đầu cho một trường đại chiến mới ở phương Nam. Trà mà không có cái danh chính, nó cái loại trà đá 3.000 một cốc. Trà mà có cái danh chính nó thành trà đạo nhá, và nó có thể hàng tỷ. Phải chính thì ngôn mới thuận, và ngôn mới thuận thì việc mới thành. Cái danh chính như sau này các bạn, một đội quân phải có lý tưởng, chính là cái danh chính của đội quân đấy. Cái danh chính của một đội quân rất là quan trọng. Cái doanh nghiệp của bạn, bạn làm vì cái gì? Nếu mà chỉ vì tiền mai nó đập bạn ngay, mẹ mai mà không trả lương tao giá mày chết ngay. Làm sao có chuyện mà người ta trung thành đến nhiều thằng hiểu? Không hiểu vì sao nhân viên nó rời bỏ, bởi khó khăn cái nó chạy sạch, bởi vì nó cái danh của mình nó chỉ là tiền thôi mà. Anh em đến với nhau chỉ là tiền thôi mà. Sản phẩm của mình, doanh nghiệp của mình có mang cái sứ mệnh gì không? Có vì đất nước, vì dân tộc không? Thằng nào trên đời này muốn làm được việc lớn đều phải cần quân sư hết. Đã hiểu chưa? Lưu Bang, ông tổ của nhà Hán, khai sinh ra nhà Hán, quân sư là ai? Là Trương Lương, Trương Tử Phòng, là Tiêu Hà, đánh trận là Hàn Tín, quân sư về đánh trận đấy, gọi là Hán Sơ Tam Kiệt. Đã hiểu chưa? Đấy. Sở Bá Vương Hạng Vũ